Ủa nhớ không? Một ổ một không nè. Quay nữa hả? Nữa hai ổ ở một không luôn. Đây là của con gái này nè. Ai cầm cái không ổ này nè chị? Ổ 500. Dạ nghe chị, một ổ này đủ hả? Rồi, 500 cây. Chị chút nha, phút 30 giây nha. Ớ còn hai cho tôi hết. Thôi không có hai này. Thôi hỏi nhận tiền đây, rút tiền đây. Rồi sau khi mà mình đã mua bánh mì về, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là bánh mì Nha Trang nó như thế nào nha. Đây là loại bánh mì chay, không phải là bánh mì mặn. Ở trong đây coi thử nó có cái gì ha. Nói đi. Trong đây có cái gì? Cà rốt nè. Rồi cái này là nấm, nó làm khô xong rồi nó kho lên. Ê, còn cái này là chẻ hả? Ừ, cái đó là chẻ, chẻ bắp. Chẻ bắp mà loại chẻ, chẻ chay á. Xong rồi rau, hành ngọt. Còn cái màu hồng là cái gì? Cái màu hồng cái màu hồng á thì là giống như cái vỏ bưởi người ta làm. Không, cái này là nấm nè. Nấm người ta phơi khô xong người ta kho lên nè. Còn cái này á là đậu hũ khuôn nè. Người ta sắp nhỏ ra để người ta teo lên nè. Ừ. Rất là đơn giản, những cái thứ đây rất là toàn là đồ chay không nè. Còn cái này là chẻ chay với gì đâu. Chẻ chay nó có hai loại. Chẻ này á thì nó là chẻ bắt, còn chẻ bắt chay. Còn cái này là chẻ nó dễ thịt bò. Nó cái vị của bò vậy thôi. Rồi người ta bỏ rau, dưa, ngò với lại ớt chen qua lại xì dầu. Cái nước này em nghe là xì dầu. Nước xì dầu chay đó. Rồi các bạn xem, đây là bánh mì Nha Trang, nó rất là khác bánh mì Sài Gòn nha. Nó có hai cái đầu nhọn nè. Đây là bánh mì nóng mình ăn, nó giòn, nó rất là ngon. Khi mà các bạn để nguội nó xẹp, nó ăn không có ngon đâu. Chủ yếu là cái nước chấm á. Đúng rồi, cái nước sốt ở trong á. Cái nước sốt của nó làm đặc biệt lắm. Buổi sáng là mua thêm một ổ bánh mì ra công viên ngồi ăn. Ăn xong đi làm, đúng không? Còn có nhiều người á là ăn xong rồi không, có nhiều người á nó sẽ thuộc. Có nhiều người á họ sẽ mua bánh mì mang theo tới quán cà phê ăn. Rồi cái thói quen của người Nha Trang là thường ăn bánh mì vào buổi sáng buổi một bơ. Bánh mì là cái món hot nhất ở Nha Trang. Ai cũng thích ăn bánh mì Nha Trang á. Cái đó nó dễ nữa. Với lại là những người đi làm á thì họ sẽ mua và đem tới công ty ăn luôn, rất là tiện, nó hơn tiện những món khác nữa. Bánh mì ở Nha Trang kêu lắm là 20.000 một ổ, mà 20.000 ổ bánh mì rất là ngon. Còn ở Sài Gòn có chỗ mà bánh mì 45.000 ổ á, chỗ này ta chị quên rồi, không nhớ, 35 hay 45.000 gì đó. Nói chung người ta mua đắt lắm, bánh mì ở Sài Gòn mắc hơn đây. Này mua và ăn liền chứ để lâu là nó mềm. Rồi bây giờ mình thử bánh mì Nha Trang với bánh mì Sài Gòn như thế nào nha. Ở trong Sài Gòn á, lúc mình đi vô như là trong Sài Gòn á, mình ăn một loại bánh mì, đó là bánh mì chả cá. Thì cái bánh mì, nói về cái chất lượng ổ bánh mì đi, thì cái ruột bánh mì Sài Gòn nó sẽ không có đặc bằng bánh mì Nha Trang.
mà ổ của bánh mì Nha Trang nó lại to hơn nữa. Ngày hôm nay là ngày rằm cho nên là mình cũng quyết định là mình đi ăn chay. Và cái quán bánh mì này là bán rất là nổi tiếng khi mà những ngày 14 ngày rằm hoặc là ngày 30 mùng 1 tại chùa Ngộ Phước luôn. Như các bạn đã thấy lúc nãy mình đi ngang mình mua thì người đợi rất là nhiều ha, bán không kịp luôn, cho nên là họ phải làm sẵn ở trong, bỏ hết tất cả những nguyên liệu đi rồi bỏ trong một cái lò dạng như lò vi sóng vậy đó. Khi thì khách tới là mua rồi đưa cho nó nhanh, chứ mình không thể nào mà mình đứng mình chờ bởi vì khách rất là đông. Các bạn cứ tưởng tượng mà khi mà mình làm một ổ bánh mì á, nếu mà người nhanh nhất á là khoảng 30 giây đi là người nhanh nhất ha, còn nếu mà người chậm á thì 1 phút thì đứng đợi khách xếp hàng thì rất là lâu. Ngày hôm nay là mình lần đầu tiên thưởng thức cái món bánh mì chay ở tại quán chùa Ngộ Phước này thì mình cảm thấy rất là ngon, ngon ở cái nước sốt và những cái loại chè ở đây. Và một cái đặc biệt là trong này á nó kèm theo những cái loại rau như là ngò về có rau răm nữa, cho nên là mình ăn nó rất là thơm. Còn có nhiều chỗ á, người ta bán á đa số là hành là chủ yếu. Một số người ăn hành thì không nói gì, nhưng mà một số người không thích ăn hành thì nó không có ngon các bạn. Nói chung là cái nước sốt này nó vừa ăn, mình không còn phải thêm nước mắm hay là những cái loại nước chấm khác.
Rồi như vậy là mình đã ăn hết xong ổ bánh mì rồi, rất là nhanh, đơn giản. Nói thiệt với các bạn là mình ăn một ổ chưa có thấm thía vào đâu hết, mình ăn ít nhất cũng phải 2 ổ. Đó là cái tiêu chí của mình khi mà ăn bánh mì. Và cái món bánh mì này thì ăn nói thiệt các bạn là không có chán đâu, rất là ngon. Ngon hơn là những cái loại ví dụ như là bún phở nè. Hồi buổi sáng mình cũng không thích ăn những cái loại đó, mình chỉ thích ăn bánh mì là thích nhất. Và bánh mì mình có thể ăn ở bất cứ nơi đâu. Ví dụ như là hiện tại là mình đang ngồi ở công viên Yến Phi nè đó, mình ăn bánh mì xong rồi mình thưởng thức khung cảnh ở công viên này, nhìn những người già tập thể dục, rồi nhìn cảnh xe cộ đi qua lại thì rất là thú vị. Còn có những người, có những trường hợp khác là ăn bánh mì đem vô quán cà phê rồi vừa nhâm nhi một ly cà phê và vừa ăn một bánh mì, thì cái đó cũng là một cách thưởng thức bánh mì. Còn có những người nữa như là những cái nhân viên văn phòng chẳng hạn, họ không có thời gian để mà ăn bánh mì, thì họ luôn tất bật với công việc, cho nên là họ đi tới cái tiệm bánh mì đó và mua, rồi lúc đó là chạy thẳng tới công ty làm việc. Thì lúc đó bánh mì sẽ không còn ngon nữa, bởi vì nó có cái độ mềm rồi các bạn. Cho nên là thưởng thức bánh mì thì ngay mình mới mua xong và mình ăn liền luôn, thì lúc đó nó mới thật sự là đúng chất là bánh mì Nha Trang. Và khi các bạn đi du lịch Nha Trang thì đừng quên thưởng thức bánh mì Nha Trang nha. Đây là một trong những loại đồ ăn ưa thích của người Nha Trang vào buổi sáng. Và không những đó, bánh mì còn có mặt ở trong những cái bữa tiệc như là đám giỗ, đặc biệt là đám giỗ ha, hoặc là đám cưới chẳng hạn, cũng có mặt của bánh mì Nha Trang. Ok, bây giờ là mình đã kết thúc xong video này rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.